Đây là lần đầu tiên mình tham gia mà Acapulco Quote Awards nên rất là vui. Và không biết bạn nào được giải đây. Và thì các bạn cũng biết đó là đội nam thể thao của mình đã tham gia rất là nhiều cuộc đá bóng nên là cũng như là cũng cổ vũ các bạn nữ cổ vũ rất là nhiệt tình nên cái đội thể thao của nhóm mình rất là năng nổ và nhiệt huyết trong quá trình tham gia hoạt động. Thì không biết nam thể thao của mình là ai đây, bạn như có hồi đó không ạ? Đề cử có tổng bình chọn đứng thứ 3, chiếm 11,36% tổng số phiếu bình chọn. Đề cử có tổng bình chọn thứ 2, chiếm 40,91% tổng số phiếu bình chọn. Đề cử tổng số bình chọn đứng thứ nhất, chiếm 47,73% tổng số phiếu bình chọn. Xin chúc mừng cá nhân tích cực trong các hoạt động thể thao giải thưởng Lê Hoàng Hữu. Mình cảm ơn bốn bạn kia đã làm nền cho mình. Bạn xúc động quá nhưng không nói lên lời luôn các bạn ạ. Thay mặt cả lớp xin cảm ơn bạn Hùng và các đội bóng của mình. Và bây giờ sau đây mình xin thay mặt ban tổ chức công bố giải nữ cá nhân nữ tích cực trong hoạt động thể thao nhất. Và đây là một cái phong bì được niêm phong rất là kỹ càng như các bạn. Xin phép để cho bạn nữ rồi nói lắm đề cử có tổng số bình chọn đứng thứ 3, chiếm 13,95% tổng số phiếu bình chọn. Đề cử có tổng bình chọn đứng thứ 2, chiếm 20,95% tổng số phiếu bình chọn. Đề cử có tổng số bình chọn đứng thứ nhất, chiếm 51,16% tổng số phiếu bình chọn. Các bạn có thể đoán được là ai không? Hey, chào anh em, mời anh chị đến đây.
dừng lại với MC.
Yeah.
thấy bao bì còn nguyên hiển không? Sao mình sẽ công bố giải cá nhân thích được nhất cho hoạt động học tập của lớp ca khúc Phố Phan Lê. Đề cử có tổng bình chọn đứng thứ 3 chiếm 6,67% tổng số phiếu bình chọn. Đề cử có tổng bình chọn đứng thứ 2 chiếm 33,33% tổng số phiếu bình chọn. Đề cử có tổng bình chọn đứng thứ nhất chiếm 55,56% tổng số phiếu bình chọn. Xin chúc mừng cá nhân tích cực trong hoạt động học tập giải thưởng 41B Awards lần 1 năm 2017. Chúc mừng bạn Võ Long Tuấn. Đề cử có tổng bình chọn đứng thứ 3 chiếm 20,45% tổng số phiếu bình chọn. Đề cử có tổng số bình chọn đứng thứ 2 chiếm 22,73% tổng số phiếu bình chọn. Đề cử có tổng bình chọn đứng thứ nhất chiếm 45,45% tổng số phiếu bình chọn. Xin chúc mừng cán bộ được yêu thích nhất giải thưởng 41B Award lần thứ nhất năm 2017 là bạn Nguyễn Văn Tiên. Kết quả ở hạng mục này rất là gay cấn và hấp dẫn. Thật sự là ngày có mấy ngày mình chọn ta? 5 ngày mình chọn thì mỗi ngày là một kết quả dẫn đầu khác nhau. Thật sự là rất là khó đoán được luôn. Mà những cái kết quả nó xác suất nhau rất là ít, khoảng có vài phần trăm thôi. Cho nên là nhức đầu là vậy. 19,1 rồi. Đề cử hạng mục cá nhân tồi tệ nhất. Tao với mày chưa mua giải lại cộng lại. Đây à. Đề cử có tổng tổng bình chọn thứ 3 chiếm 22,73% tổng số bình chọn. Đề cử có tổng bình chọn đứng thứ 2 chiếm 27,27% tổng số bình chọn. Và đề cử có tổng bình chọn đứng thứ nhất chiếm 29,55% tổng số bình chọn. Và xin chúc mừng cá nhân toàn diện nhất giải thưởng 41B Award lần 1 năm 2017 là Bùi Đức Thiên Ngọc. Nhiệm kỳ 2015-2016 và kỷ niệm chương này mang tính chất tượng trưng thôi nha. À,
Đầu tiên là cảm ơn ban tổ chức. Thì thật là bất ngờ, tại vì trong các kế hoạch mà mình gửi đến bình chọn không có cái hạng mục này, không biết cái ban tổ chức bình chọn cái này từ lúc nào mà không biết ai đề cử. Tại vì hiện thấy là trong năm qua hiện không có gắn với lớp mình nhiều, tại vì công việc ở đại khoa nó bị bận. Và ban chấp hành vẫn cô gái cho lý do giải này thì thật sự là cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong những kỳ trước và những kỳ này. Oh,
Don't go.